Chào mừng các bạn đến với China Film Stars. Năm nay, Yêu Cu được cư dân mạng dành rất nhiều lời khen ngợi. Không chỉ có bộ phim chiếu mạng mặc Vũ Vân Gian gây sốt sau khi lên sóng, mà những bộ phim được mong chờ khác cũng từng bước tạo nên những chủ đề thảo luận sôi nổi. Như Dèm Ngọc Châu Sa của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh, Tàng Hải Chuyện của Tiêu Chiến, hay siêu phẩm ngôn tình khó dỗ dành của Bạch Kính đỉnh và Trương Nhược Nam. Hãy cùng mình khám phá top 10 bộ phim được mong chờ nhất của Yêu Cu nhé! Mật mã thanh minh Thượng Hà Đồ, do Trương Tụng Văn và Bạch Bách Hà chủ diễn với hơn 30 vạn lượt đặt xem trước. Đây là bộ phim do Yuku đầu tư sản xuất, gây được tiếng vang với bối cảnh hoành tráng cùng cốt truyện kết hợp yếu tố cổ trang và trinh thám. Phim kể về cuộc sống của Triệu Bất Vưu do Trương Tụng Văn thủ vai và vợ là Ôn Nhạc do Bạch Bách Hà thủ vai ở thành Biện Lương vào thời Bắc Tống, năm Tuyên Hòa. Gia đình họ bất ngờ bị cuốn vào vụ án chấn động kinh thành, vụ án mai truyền. Cả nhà năm người phải vận dụng khả năng của mình để phá giải vụ án và cùng dấn thân vào hành trình truy tìm hung thủ thực sự. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám cùng tên, vốn rất được yêu thích trên mạng và cũng từng được chuyển thể thành kịch sân khấu. Đây là bộ phim không thể bỏ qua đối với những khán giả yêu thích thể loại phim cổ trang, trinh thám. 2. Phạm nhân tu tiên truyện do Dương Dương và Kim Thần chủ diễn. Được chuyển thể từ tiểu thuyết và anime cùng tên, bộ phim vốn đã có lượng fan nguyên tác đông đảo nên đã nhanh chóng thu về hơn 54 vạn lượt đặt xem trước, trở thành một trong những bộ phim được mong chờ nhất trên yêu cù. Phạm Nhân Tu Tiên Chuyện là bộ tiểu thuyết tiên hiệp rất được yêu thích. Phim kể về Hàn Lập, Dương Dương Thủ Vai, một chàng trai nghèo ở vùng quê, tình cờ gia nhập một môn phái nhỏ. Bằng nỗ lực và sự kiên trì của bản thân, trải qua biết bao tranh đấu, mưu mô, toan tính trong giới tu tiên, Cuối cùng Hàn Lập đã tu luyện thành tiên trong thế giới tiên hiệp đầy kỳ ảo. 3. Thiên Hương Dẫn, do Tống Uy Long và Cúc Tịnh Y chủ diễn, với 94,8 vạn lượt đặt xem trước. Thiên Hương dẫn kể về chuyện tình yêu của tiểu cung nữ Thanh Khâu tên Tiểu Bồng Trùy do Cúc Tịnh Y thủ vai và Lôi Tu Viễn do Tống Uy Long thủ vai. Cả hai tình cờ gặp gỡ và cùng nhau vào học viện sư phượng tu luyện, từ tình bạn dần phát triển thành tình yêu và cùng gia nhập một môn phái. Tuy nhiên, thân thế bí ẩn của Tiểu Bồng Trùy đã dẫn đến họa sát thân. Cả hai vì tình yêu mà cùng nhau chống lại thế lực tà ác sự kết hợp của hai visual đỉnh cao của hai diễn viên chính đã khiến bộ phim trở thành tâm điểm bàn tán ngay từ khi công bố cặp đôi hứa hẹn sẽ mang đến câu chuyện tình yêu đầy oan trái sâu nặng và day dứt cư dân mạng đồng lòng cho rằng với dàn diễn viên nhan sắc như vậy thì nhất định phải xem thử thêm vào đó trịnh hợp huệ tử người đóng vai nữ chính trước khi bị hoán đổi khuôn mặt trong hoa gian lệnh cũng sẽ xuất hiện trong phim này và trở thành tình địch của cúc tịnh y nhiều người dự đoán rằng thiên hương dẫn chắc chắn sẽ tạo nên nhiều chủ đề hot khi lên sóng 4. Gem Ngọc Châu Sa do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh chủ diễn. Sức nóng và mức độ thảo luận của bộ phim này luôn ở vị trí cao, với 96,7 vạn lượt đặt xem trước trên nền tảng. Phim kể về cô gái Giang Nam hoạt bát đáng yêu tên Đoan Ngọ do Triệu Lộ Tư thủ vai sau khi trốn thoát khỏi hôn ước, được Trương Tấn Nhiên và Đường Hiểu Thiên giúp đỡ. Sau đó, cô gia nhập đội buôn bán trang sức của thương nhân Tây Vực tên Yến Tử Kinh do Lưu Vũ Ninh thủ vai. Đoan Ngọ dựa vào chính bản thân mình để trở thành nữ thương nhân đời đầu đồng thời giúp những nữ nhân vốn cam chịu số phận cũng vì cô mà dũng cảm vươn lên trong xã hội lúc bây giờ. Điểm thu hút của Dèm Ngọc Châu Sa chính là màn tái hợp của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh sau trường ca hành, khiến fan cấp bồ Hạo Yên vô cùng bất ngờ và thích thú. Bên cạnh đó, nhan sắc xinh đẹp của Triệu Lộ Tư trong trang phục đại đường cùng với mô típ nữ cường tự mình vươn lên trong cuộc sống cũng là những yếu tố khiến khán giả thêm phần mong chờ bộ phim. Năm Xuân Hoa Yếm do Lưu Học Nghĩa và Ngô Cẩn Ngôn chủ diễn sau khi Mạc Vũ Vân Gian lên sóng, Xuân Hoa Yếm đã nhanh chóng thu hút 113 vạn lượt đặt xem trước. Có thể thấy khán giả vô cùng yêu thích hình tượng nữ chủ báo thủ của Ngô Cẩn Ngôn. Hơn nữa, năm nay, Lưu Học Nghĩa cũng nhận được nhiều sự chú ý nhờ bộ phim Hoa Gian Lệnh đóng cùng Cúc Tịnh Y. Do đó, mọi người đều rất mong chờ màn hợp tác của hai người trong Xuân Hoa Yếm. Phim kể về mộ dung cảnh hòa do Lưu Học Nghĩa thủ vai là Tam Hoàng tử Đại Yến Quốc. Trong lúc Khải Hoàn trở về đã bị hãm hại, khiến toàn quân bị diệt vong bản thân cũng bị dân chúng hiểu lầm là kẻ xấu xa. Để tìm ra kẻ chủ mưu thực sự, chàng âm thầm bồi dưỡng tử sĩ mà Mi Lâm do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai chính là một trong số những tử sĩ đó. Để thoát khỏi số phận, nàng đã cùng mộ dung cảnh hòa đấu tranh chống lại kẻ thù, cả hai bắt đầu một cuộc đấu trí về sinh tử và tình yêu. Mô típ tướng quân hắc ám và nữ sát thủ, cộng thêm sự kết hợp của Mỹ Nam cổ trang lưu học nghĩa và nữ vương báo thủ Ngô Cẩn Ngôn được đánh giá là vô cùng phù hợp. Sự đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh, Phục trang của phim cũng khiến cư dân mạng vô cùng tò mò về bộ phim, thậm chí trailer phim còn chưa được phát hành, thì phim đã đạt hơn 1 triệu lượt đặt xem trước. 6. Xuyệt, nhà vua đang ngủ đông, do Ngu Thư Hân và Lâm Nhất chủ diễn, với 129 vạn lượt đặt xem trước. Đoàn làm phim đã không ngại khó khăn, đến tận những vùng đất phủ đầy tuyết trắng để quay phim, mang đến câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa khung cảnh lãng mạn của mùa đông. Phim kể về tác giả truyện tranh vệ chi, do Ngu Thư Hân thủ vai, sau khi trải qua khoảng thời gian sự nghiệp xuống dốc, đã đến khu trượt tuyết Bắc Sơn để trải nghiệm thực tế, tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Tại đây, cô gặp gỡ Thiện Sùng, do Lâm Nhất thủ vai, người từng là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp và cũng chính là huấn luyện viên của cô. Trong quá trình luyện tập đầy khó khăn, vệ chi dần nảy sinh tình cảm với Thiện Sùng. Còn Thiện Sùng khi chứng kiến sự kiên trì, không bỏ cuộc của vệ chi cũng dần đã tìm lại được chính mình. Xuyệt, nhà vua đang ngủ đông được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nhiều độc giả cho rằng hai diễn viên chính rất phù hợp với nguyên tác. Hơn nữa, Ngu Thư Hân và Lâm Nhất từng tham gia sâu giải trí về trượt tuyết, siêu thú vị đại hội trượt tuyết. Sự tương tác ngọt ngào và hài hước của cả hai khi đó đã khiến cư dân mạng nhiệt tình trèo thuyền, mong muốn cặp đôi sẽ cùng nhau đóng phim ngôn tình hiện đại. Và xịt, nhà vua đang ngủ đông chính là chiếc thuyền thực sự mà fan mong chờ bấy lâu. 7. Khó dỗ dành do Bạch Kính Đình và Trương Nhược Nam chủ diễn Bộ phim là người anh em của vụng trộm không thể giấu, bộ phim gây sốt màn ảnh nhỏ năm 2023. Khó dỗ dành hiện đang có 157 vạn lượt đặt trước trên Youku và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Gần đây, nhân dịp lễ thất tịch, đoàn làm phim còn đặc biệt tung ra những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi chính trên Weibo. Phim kể về ôn dĩ phàm, do Trương Nhược Nam thủ vai, một phóng viên, sau khi trở về quê hương làm việc, tình cơ gặp lại bạn học cấp 3 Tăng Diên, do Bạch Kính Đình thủ vai. Ban đầu, cả hai giả vờ như không quen biết nhau, nhưng sau đó lại nhiều lần vô tình chạm mặt, thậm chí còn oan ra ngõ hẹp trở thành bạn cùng phòng. Tình cảm của họ dần dần nảy sinh, sự chân thành của Tăng Diên khiến ôn dĩ phàm dần dần mở lòng, dám đối diện với những hiểu lầm trong quá khứ. Được truyền thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, ngay từ khâu tuyển chọn diễn viên, khó dỗ dành đã vướng phải nhiều tranh cãi, nhưng cũng chính vì vậy mà mức độ quan tâm dành cho bộ phim ngày càng cao. Cuối cùng, Bạch Kính Đình và Trương Nhược Nam đã được lựa chọn cho hai vai chính và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Trong video mới nhất của Khó Dỗ Dành, Trương Nhược Nam xuất hiện với tạo hình dịu dàng, nữ tính trong chiếc váy trắng, khoác ngoài áo len cùng màu, mái tóc xoăn dài bồng bềnh, cùng Bạch Kính Đình trong mặc bộ đồ đen, nhìn anh khá giống với Tang Diên trong tâm trí của nhiều người. Hai người có cảnh hôn siêu ngọt ngào, anh nở nụ cười hạnh phúc, ôm cô rồi thì thầm bên tai, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nhìn hai người tình tứ, khiến người xem không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch. Sau khi trailer được tung ra, khán giả càng thêm mong chờ vào bộ phim. Mong rằng Bạch Kính Đình và Trương Nhược Nam sẽ dùng thực lực của mình để đập tan những nghi ngờ trước đó. 8. Tuyết Mê Cung do Hoàng Cảnh Du, Vương Tử Kỳ chủ diễn Tuyết Mê Cung thuộc thể loại hình sự, điều tra. Hiện tại, phim đã có 160 vạn lượt đặt xem trước trên yêu cù. Tuyết Mê Cung lấy bối cảnh là thành phố công nghiệp cũ kỹ ở vùng Đông Bắc Trung Quốc vào những năm 1990. Phim xoay quanh những cảnh sát trẻ tuổi cùng nhau lập thành đội phòng chống ma túy, đấu tranh với tổ chức buôn bán ma túy quy mô lớn. Theo thông tin mới nhất, Tuyết Mê Cung dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 9 năm nay. Chắc chắn, khi phim lên sóng sẽ lại tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Hoàng Cảnh Du vốn rất hợp với những vai diễn mang hình tượng cảnh sát chính trực. Còn Vương Tử Kỳ, sau màn thể hiện xuất sắc trong Hỏa Quang xuất hiện vào năm ngoái đã khiến nhiều người bất ngờ vì sự phù hợp với tạo hình cứng rắn, chính nghĩa. Lần tái hợp này của Vương Tử Kỳ và Hoàng Cảnh Du trong Tuyết Mê Cung cũng khiến khán giả vô cùng mong đợi. 9. Bạch Dạ Truy Hung 2 phần 2, mang tên Bạch Dạ Phá Hiểu do Phan Việt Minh và Vương Long chính chủ diễn. Tiếp nối câu chuyện giang dở của phần 1 vào năm 2017, Bạch Dạ Phá Hiểu tiếp tục xoay quanh câu chuyện phá án đầy kịch tính của hai anh em sinh đôi Quan Hồng Phong và Quan Hồng Vũ em trai Quan Hồng Vũ bị tình nghi là hung thủ trong một vụ án mạng, còn anh trai Quan Hồng Phong, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vì muốn minh oan cho em trai, đã thay em mình điều tra vụ án. Hai anh em thay phiên nhau xuất hiện vào ban ngày và ban đêm, vừa phá án, vừa truy tìm chân tướng sự thật. Hiện tại, Bạch Dạ Phá Hiểu đã có 192 vạn lượt đặt xem trước trên Youku, cho thấy mức độ mong đợi cao của khán giả dành cho bộ phim. 10. Tăng Hải Chuyện do Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi chủ diễn, với 211 vạn lượt đặt xem trước. Tàng Hải chuyện kể về câu chuyện báo thù của Uông Tàng Hải do tiêu chiến thủ vai. Uông Tàng Hải vốn là thiếu chủ của gia tộc đứng đầu không thiên giám chính, nơi chuyên trách về thiên văn, địa lý, xem tướng, bói toán của đất nước. Khi còn nhỏ, Uông Tàng Hải đã phải trải qua biến cố diệt môn, may mắn sống sót, nhưng từ đó phải sống ẩn giật. Nhiều năm sau, Uông Tàng Hải trở về Kinh Thành để điều tra chân tướng vụ thảm án năm xưa và bắt đầu kế hoạch báo thù cho gia tộc. Tàng Hải Chuyện là bộ phim được mong đợi nhất trong sự nghiệp của Tiêu Chiến. Với sự tham gia của nam diễn viên có lượng fan hùng hậu như Tiêu Chiến, cùng với đó là sự kết hợp mới mẻ với Trương Tịnh Nghi. Tàng Hải Chuyện xứng đáng là bộ phim được mong chờ nhất hiện nay. Vừa rồi là 10 bộ phim được mong chờ nhất trên Yêu Cù. Các bạn mong đợi bộ phim nào lên sóng nhất? Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nhé!